Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Lợi. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán ô tô xin đến với chúng em, trao đổi với chúng em. Anh chị em xem video nhớ ấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh cho em. Bên em chuyên mua bán các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và trước mặt chúng ta đây là chiếc xe ô tô bán tải Isuzu Super Carry, sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu 2018. Tên công ty đã xuất hóa đơn ra cá nhân người bên em. Xe thì 2017 nhưng mà mới chạy lướt được tầm 3 vạn chuẩn cam đoan cây số với anh chị em. Và chiếc xe này thì về phần thân vỏ là cam đoan anh chị em là không đâm đụng biến dạng tai nạn hoặc vỡ kính vỡ đèn. Xe này bên em đang bán với giá là 255 triệu. Với chiếc này xe mới đang là 299 triệu. Và các bác lên mặc cả bớt chiếc khấu hết thì ở trên hãng bây giờ đang bán chính xác là 280 triệu. Về xe này thì một dàn lốp đang còn theo xe. Chất lượng thì bên em có cam đoan về chất lượng là xe không đâm đụng tai nạn và an ninh pháp lý sang tên đầy đủ cho anh chị em. Nếu anh chị em ở Hà Nội thì chiếc xe này bên em sang tên trong vòng 1 đến 2 hôm. Còn các bác ở tỉnh thì phải rút hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc. Vừa rồi là em vừa quay một vòng bên ngoài thì các chi tiết xước sát bên em đã sơn và dọn sạch đẹp về phần nội thất và phần máy cho anh chị em xem. Sau đây em quay chi tiết vào phần nội thất bên trong cho anh chị em xem. Về phần nội thất bên trong thì chiếc xe này còn khá là mới. Và bác chủ xe đã độ dàn điều hòa xe này hết tầm 12 triệu trong hãng. Về cái điều hòa này là nếu như mua xe mới là không có và phải độ thêm tầm 12 triệu điều hòa hãng, còn ở ngoài thì đã loanh quanh tầm 7-8 triệu. Và chiếc xe về nội thất đã là khá là mới. Nội thất ghế lái và ghế người ngồi bên phụ rất chi là căng và mới. Củ số gân rất dày và đặc biệt là vô lăng. Vô lăng cái sự mới nó toát lên ở như cái gân da gà và da cá tắp đi bàn thờ rất rất chi là sạch đẹp. Đây. Về cái phần thùng đằng sau thì anh chị em mà nào mua xe thì cái xe này thì chưa lắp lót thùng, nhưng mà lót thùng thì bên em sẽ khuyến mại cho các bác tầm cái lót thùng 800 nghìn. Và cái thùng này thì bác chủ xe không chở hàng nên cũng khá là mới và gân thùng này nó đang còn căng. Và đặc biệt là hai bên thành vách chưa hề sơn lại, sơn zin của nhà máy. Và đặc biệt là treo keo chỉ cánh cửa là khá đang còn zin, ốc đang còn zin từng con ốc. Đây về phần cột của cái xe này không bị biến dạng. Và cái gờ chỉ này rất chi là sáng bóng đẹp. Đặc biệt là cái đèn xi nhan đang còn đèn zin. Và cái cu lốp đây, em quay sát cái cu lốp còn khá là mới. Và chỉ cánh cửa zin của nhà máy. Đinh khuyết cánh cửa là chưa hề có một dấu tu vít vặn vào. Loa còn hoạt động bình thường. Về cái phần đuôi của xe thì khoang chở hàng rất là rộng và đặc biệt là cái cốp sau đây chỉ zin và ốc zin. Một chiếc xe lướt thì ốc đằng sau là zin 100%. Đèn thì chia sẻ thẳng là đèn này cũng có nứt một chút nhưng mà vẫn là đèn zin. Quả đèn bên này thì quả đèn bên này cũng khá là đẹp.
Và chiếc xe này bên em có hỗ trợ, có các bác nào muốn vay trả góp. Xe này bán giá 255 triệu thì sẽ hỗ trợ trả góp cho các bác là 70% giá trị của xe. Thì anh chị em nào chỉ cần có gần 100 triệu là có thể là dinh em này về. Còn phần còn lại thì các bác ngân hàng sẽ lo. Anh chị em nào mà có nhu cầu qua xem xe thì mời các bác qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Về cái phần chân ga, chân phanh cũng khá là mới. Tất nhiên là với cái xe tầm tiền hơn 200 triệu như thế này thì cũng là khá xuất sắc. Và xe thì chạy chưa hết dàn lốp. Đây em quay về phần lốp cho anh chị em, lốp đát 27. Nguyên đôi đát 27. Bác nào mà có nhu cầu cần quay hoặc chụp ảnh chi tiết thì cứ liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Em sẽ quay riêng và chi tiết từng cái yêu cầu của bác để gửi riêng cho các bác qua inbox. Sau đây em xin quay chi tiết về cái phần máy của xe. Máy thì bên em vẫn để mộc chưa dọn, nhưng mà máy thì cam đoan 100% là zin. Đây, em quay chi tiết từng con ốc dàn quả, ốc trên là 100% là ốc zin. Và đặc biệt là các cái thành máy là nguyên zin, chưa hề có thấm dầu gì vào phần các gioăng phớt và két nước, rất là khô ráo sạch sẽ. Đây, cái về phần máy bên này em quay cho anh chị em xem. Máy rất là khô và đang hoạt động, nổ rất trơn tru và êm. Máy nổ êm phắc phắc luôn. Đây là cái số khung của xe rất chi là rõ ràng. Và bên em đã kiểm tra số khung số máy chi tiết từng cái số rồi, không hề bị mọt hay là bị can thiệp biến dạng. Nhiều anh chị em rất chủ quan là không để ý đến số khung số máy, nhưng mà cái số khung số máy này mà bị hỏng là chúng ta phải đi giám định ạ. Và mất chi phí khoảng tầm loanh quanh tầm 10 triệu. Đấy, máy nổ rất êm, hoạt động trơn tru, không có thấm dầu gì cả. Và cái phần này thì nội thất bác chủ đài hoạt động tốt, điều hòa lạnh. Em đang đổ máy vào máy điều hòa rất sâu. Với một chiếc xe mà chúng ta về làm kinh tế chở hàng thì âm thanh như thế này là cũng tương đối rồi. Điều hòa mát. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi video. Và anh chị em xem video nhớ ấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để được cập nhật các dòng xe sớm và mới nhất bên em đang về và sẽ quay lên cho anh chị em. Chúc anh chị em một ngày mới làm việc vui vẻ và đầy sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.